Ôi, hello cả nhà, lại là mình đây. Thì hôm nay mình có vinh hạnh được bộ túc chụp ảnh cũng là lai mới, cũng lớn tuổi, đang luyện tập mà được trường Thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu. Thì trong quá trình hồi nãy mình đã kiểm tra lại rồi, thì mình có cho ảnh liền lại chút xíu để ảnh còn có quen cái là mỗi lần đánh lái nhìn vô cái vô lăng anh đạp ga lên, cứ mạnh dạn lên xe em mà lo gì à. Cứ nói là xe của thầy Toàn mới sợ vậy, nó lên trống thì cứ đập ga, cứ ngó dưới chèm chừng nào quẹo cua thì ngó, thấy không, ngó kiến, chứ mình cứ ngó kiến hậu hoài cái mình thấy sao nó đông mà thực chất không, ngoài trước thì vắng rồi. Ok mọi người, let's go thôi. Dứt đó, cái nó báo áp sức lớp nó nghỉ mệnh chút nó cứ báo lại nữa ha. Dạ chút xíu qua anh kia em bơm lại, mở xi nhan phải giùm em luôn. Hiện tượng áp suất lớp của mình là 1,9. Rồi, đi tiếp. Anh cứ đi, đập ga nhẹ chút xíu thôi. Rồi, đánh lái nhẹ vô giùm em. Rồi, chống thì đập ga nhẹ chút xíu cho em. Đó, thấy anh đó nó đi ngược chiều hai thằng luôn phải không? Thấy ghê chưa? Rồi, đập ga giùm em. Chút xíu nữa tắt à. Chút xíu mình qua kêu mình bơm nha các bạn. Lý do đập ga lên giùm em. Lý do là cái e-card này là mình có quyền trên cái app của mình đổi lại cái bánh, vụ đổi hôm qua mình mới đi. Anh mở xi nhan trái, ôm dòng xiến đi thẳng quanh kia lùm giùm em ha. Vào trái thì anh mở xi nhan trái, rồi anh xác định lối đi và thủ qua chân thắng giùm em. Rồi cái nghiêng lái dần dần. Rồi ngó thẳng và ngó bên hông cái kiến lớn, có xe xuống anh gà thắng lại giùm em, thả lỏng cái tay giùm em. Đúng rồi. Rồi anh đi tiếp. Rồi lúc này anh ôm dòng xiến nhẹ cái anh mở xi nhan phải giùm em nha. Rồi mở xi nhan phải giùm em, mở lại ạ. Rồi gà thắng nhẹ giùm em đó. Rồi đi theo xe đỏ nha, lúc này mình nhường cho xe chính bên trục đường chính ha. Đó, anh ngó bên kiến phải lớn nè, chỉ cái đầu xe vậy thôi, không có ngó kiến hậu. Vô dòng xiến anh ngó kiến hậu cũng không có được. Rồi anh nhích nhẹ, đúng rồi, nhớ thủ thắng, đúng đó. Giờ anh đi tiếp. Rồi ngó thẳng và ngó phải giùm em ha, cứ buông thắng cái nhẹ nhẹ là mình đi được à. Rồi đi tiếp. Khỏi bóp kèn. Bóp kèn tao không nghe đâu, cứ tàn tàn đi nhích qua thôi. Đúng rồi, chính xác. Anh cứ nhích nhích thắng, gà thắng thôi. Ghét nó đứng thắng luôn đó. Rồi ok. Rồi anh đập ga nhẹ cho em nha. Lớn tuổi thì còn nhát chút xíu, không sao, thì từ từ sẽ quen, ai cũng vậy ha. Chút xíu em lên kia em. Đến cái vấn đề mà cái áp suất lớp hình qua mới đảo mâm lại canh lại rồi. Nhưng mà có một cái là cái e-card mà áp suất lớp trong á là các bạn chỉnh lại nha, tại khi các bạn đổi á anh luôn thắng. Rồi gà thắng nhẹ tốt rồi, tích cho chị lít qua. Rồi đi, rồi đạp ga nhẹ giùm em. Rồi đạp ga nhẹ đều luôn, đập ga lên, đúng vậy. Khi các bạn lại chiều tiếp. Khi các bạn đã đảo mâm rồi, nhưng mà các bạn phải chỉnh trên app là các bạn phải đảo đảo lại cái bánh nó đúng vô cái áp suất lớp. Còn sáng này mình thấy một cái bánh nó hơi cứng, lý do là cái bánh nó bị bể không không phải là bị bể mà bị dính đinh, mình có giá lại nhưng mà những đứa em nó không biết, nó giá xong nó bơm cái bánh nó 2,4 kg mà trong khi đó ba bánh kia nó giữ nguyên áp suất lớp y chang cũ 2,2 kg đó. Rồi gà thắng nhẹ, rồi anh buông thắng, đúng vậy tốt. Rồi đập gà tiếp giùm em. Cuối cùng là cái mình tưởng là cái bánh nó nằm trên kia mà công nhận nãy bánh nó cứng thiệt, mình xì xuống nó còn lại cái chín. Nó bảo rồi ok, cái đó là các bạn phải thay đổi nha, tại vì khi mình đảo mâm đảo giỏ mình qua quên, mình cũng trên chỉnh cái app trên cái điện thoại chỉnh cái app lại thì mình sẽ đảo lại cái bánh mình nó sẽ lại đúng vị trí, bánh trái bánh phải trên hay là bánh bánh hòa bánh phà bánh phải ở dưới, bánh trái trái ở dưới đó, các bạn phải chỉnh là đúng thì mới vô. Còn này nó sẽ báo, nó báo cái mình tưởng là bên kia, cuối cùng mình xì xuống giờ nó sẽ bị lộn bánh. Rồi chút xíu mình sẽ đi đi bơm đều luôn.
nhiều khi mấy đứa em mới á, nhiều khi nó làm chưa, hôm qua mình không để ý là nói chuyện với mấy anh em không để ý nên là gắn vô xong chạy. Các bạn hai cái từ thôi chút xíu mình đi, sẽ đi ra ngoài mình bơm luôn cho cái đủ 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 sức lớp luôn, thoải mái nha anh, cứ thoải mái lên, đánh lái là không được nhìn vô lăng nghe không. Okay. Rồi anh đi thẳng luôn hả? Dạ đúng rồi, thẳng luôn. Rồi nhớ để ý có xe vượt đèn đỏ nha, chống rồi anh đập ga lên giùm em đều luôn, ngó trái ngó phải, một chiếc xe vượt đèn đỏ nghe không đó, vui lắm. Rồi đập ga lên giùm em, rồi nghi nhẹ vô cho người ta qua. Đường này như thầy dạy xiếc dạy suốt luôn nha. Dạ đúng rồi, cái cung đường này là thích hợp nhất cho các bạn lái mới, cho những anh em lái mới là người ta đi có nhiều trải nghiệm hơn, có gầm cầu, có ống cống. Ống cống đúng ra là mình né vậy nè đó. Rồi thứ hai, nếu mà trường hợp không có xe xuống thì em sẽ cho anh cách xử lý luôn là bàn chân phải mình nằm trên cái nắp cống là đúng ha. Rồi chân đi theo xe đó hả? Luôn chân phải mình đó hả thầy? Dạ đúng rồi, bàn chân phải đang đập ga đập thắng á. Rồi quẹo trái giùm em nha, rồi mở xi nhan kiến cho hậu ngang gốc cua ha. Thì nãy anh đánh lái đừng có nhìn vô lăng là cái tay mình đó, đánh lái nhẹ vô đừng có nhìn vô lăng, giữ đó cho em, đường rộng đánh ít không cần đánh nhiều, lúc này anh trả lại từ từ rồi đạp ga tiếp cho em được chưa đó. Vậy thôi, có nhiều bạn là ga tới giữa đường đánh lái luôn, thì ga đến giữa đường đánh lái các bạn sẽ đánh lái nhiều, còn tôi thì tôi cho các bạn kiến ngang gốc cua đánh lái nhưng mà đánh lái ít. Dạ anh quẹo phải giùm em, còn quẹo phải thì các bạn sẽ ngó ngay chỗ góc chữ A ở trên kiến lái chính trùng với cua đường, rồi anh đánh lái nhẹ vô một vòng đúng rồi, rồi anh buông thẳng ra để bên trái giùm em tốt. Rồi chả xéo xéo trả lấy lại, xéo xéo hướng 11 giờ là trả đúng rồi chính xác, đạp ga lên giùm em tiếp tục. Rồi xe kia sẽ đang xin đường ha, mình nghiêng vô trong chút xíu, nghiêng ít thôi. Anh đá xi nhan phải là người ta qua được đúng rồi. Ông đó không biết chữ rồi. Rồi anh đi tiếp, ta giữ lái mới bữa cho đá luôn, đá khí thế luôn, đá chói mắt luôn, đá kịch 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 xong bóp kèn luôn, từ từ ta vô làm hối dữ vậy mà hối đúng rồi, ai biết chạy chậm chứ. Mình nhấp thắng cái rồi đó, nó vào sau lưng luôn á đó. Đó giảm lại, giảm lại cho xe vô đúng rồi đó. Mấy anh nào vượt nha, lưu ý vượt phải báo tín hiệu giống như canh xe đèn mới đúng, đá đèn xong bóp kèn. Còn ông taxi ổng vượt ẩu mình không biết, mình đạp ra lên dính, anh cứ đi thẳng giùm em. Cái tàn tàn đúng rồi, quan sát hai bên rồi chống thì đạp ra. Ghi vô đúng rồi đó. Rồi trả lại anh cái bo cua là phải ghi vô giữ cua lăng chặt chút xíu đó. Đúng rồi hả? Dạ đúng rồi, tại vì cái xe mình cầu trước á, chuyển động cầu trước thì lúc nào nó cũng với cái trợ lực lái lúc nào nó cũng trở lại thẳng hết á, lúc cua là phải giảm tốc độ hả thầy, đâu dạ. Có đạp ra. Rồi anh chậm lại, mở xi nhan phải giùm em, mở xi nhan phải bên phải. Dạ anh tấp vô trong cái mượn cái ngã ba quay đầu lại để em bơm bánh xe, ngó trái giùm em nha, ngó trái lên trên chút. Rồi anh mở xi nhan trái giùm em, mở xi nhan trái. Rồi cứ gà thẳng coi có xe không, có đánh lái hết lái giùm em. Rồi chừng nào xe đi qua mình buông thắng mình đi ở trước luôn kìa. Cái này mình sẽ đi bơm bánh xe nha các bạn. Rồi chống chưa chấm. Rồi chống rồi đi, ngó trên giùm em luôn đó, cái tàn tàn là người ta né được. Mượn cái ngã ba để quay đầu các bạn đúng rồi. Rồi lúc này trả là dần dần chính xác nhẹ nhàng ok rõ ràng, không nhìn vô lăng nha, trời ơi nhìn vô lăng hoài nhìn em nè. Rồi lên trên chút xíu ngay chỗ xe bên đúp á, anh mở xi nhan phải giùm em. Là để em đi đợt đi bơm cái bánh cái đã, giống như em đang định vị qua lăng. Dạ đúng rồi, từ từ cho xe rồi tiếp tục.
Dạ, dừng lại giùm em cái. Quay vô hoảng luôn không? Không không. Biết cái bợp tới không ta? Trả lại 9N giùm em đi. Rồi tập quay đầu, khi đánh hết lái á, anh đừng có đánh gị quá, anh trả lại chút xíu. Đúng rồi, rồi dừng lại cho xe người ta qua trước. Đúng đầu ra giờ. Dạ đúng rồi. Khi mình xe mình đã có độ nghiêng rồi, mình ngó kính hậu sẽ không thấy, thì mình phải cần lú đầu ra để mình nhìn. Rồi, ok, rồi, có xe đúng không? Kia nó chạy vậy quá. Rồi, đi tiếp. Anh ngó bên phải. Rồi, cứ đi. Đúng. Rồi, trả lấy lại dần dần giùm em. Nữa. Rồi, từ đây mình đi ra bợp xi nhanh trái, mình nhập lại làn chính. Đúng rồi, chính xác. Khi các bạn quay đầu, có nhiều trường hợp là các bạn quay cái từ ở trong các bạn ra tới luôn, dương đồng kích tay luôn, từ trong cái ga tới ngoài, rồi anh tắt xi nhan luôn, thì nó sẽ gây nguy hiểm nha các bạn. Khi các bạn quay vô làn tút ở trong thì các bạn từ từ các bạn đi ra, mở xi nhan trái, di chuyển dần dần ra, chứ đừng có quay bạo lực quá ha, người ta sợ. Anh đừng có nhìn kiến nữa, anh cứ ngó trước giùm em đi. Đó, cái lỗi ở đây ảnh đây là anh cứ phái nhìn kiến hậu lắm, mà trong khi đó trước chống trơn luôn, mình đang đi thẳng mà. Đó, thấy không? Cứ khoái nhìn kiến hậu lắm, nhìn hoài luôn mà trước giống chơi không chịu đi, cái giống như là địch vị á. Địch vị kiến hậu luôn. Rồi anh đi, lên trên đó anh quẹo phải giùm em. Ở trên đây thì có biển báo bên phải cấm quẹo trái ha, để ý trước cung đường các bạn muốn quẹo vô, các bạn thấy nè, đó cấm quẹo trái ha. Rồi bên trái của mình có quyền biển báo cấm luôn ha, rõ ràng. Rồi bây giờ anh quẹo phải thôi, liếc trái giùm em coi có xe không, tay vẫn đánh lái vô. Dạ đúng rồi, giữ đó cho em, đó nó đang vô đẹp đó ha. Rồi trả lấy lại cho em. Rồi đụng đạp ga nhẹ. Rồi cứ tập trung ở trước. Rồi mở xi nhan trái nha, thấy tuân thủ không, chuông dưới hầm còn phải mở xi nhan, kiến cho hậu ngang gốc cua đánh lấy một vòng cho em. Đụng rồi, giữ đó. Rồi đạp ga, vẫn còn nhìn cái vô lăng. Rồi đạp ga cho em đi, mở xi nhan trái, không nhìn vô lăng nha, hạn chế bỏ vô. Yeah. Rồi bây giờ kiến cho hậu ngang gốc cua đánh lái nha, nhưng mà đánh hai vòng tại cái cua gắt mà. Rồi hết lại, đụng. Rồi trả lại hai lần. Rồi anh đạp ga nhẹ, đụng. Rồi tiếp tục đạp ga tiếp, nở đều luôn, qua đây là thấu xi. Rồi đạp ga lên, mạnh dạn lên. Rồi lúc này mình sẽ nhập làn đường ra làn chính nha các bạn, mình sẽ không đi làn trong nữa. Thì lúc này mình mở xi nhan trái và các bạn xác định lối ra là lối ra trên đây đó, thì cho cái đầu xe nghiêng về đó, đi thẳng về đó. Rồi cứ lại lại qua, anh cứ ngó kiến hậu giùm em, nhưng mà tay vẫn để thẳng về vị trí đó ha. Xác định lối đi rất quan trọng nha, cho những bạn lái mới ha, mình cũng xác định lối đi không à, cái lối ra đó cho xe lại lại vô thì xe máy sẽ né. Rồi chống xe máy hình nghiêng nghiêng tiếp, đúng. Rồi ngó bên kia có xe không, ngoài bìa có không? Không đúng không? Rồi đạp ga lên luôn, ngó trước giùm em, không ngó sau nữa. Đúng rồi, tiếp tục đạp ga lên, nó ngon lành. Rồi anh mở xi nhan trái tiếp, mình vừa qua đúng làn đường của mình. Rồi ok, tắt xi nhan giùm em. Thì lúc này các bạn thường thường vẫn còn cái thói quen nè, anh đạp ga đi em chỉ cho. Đó, đạp ga lên, mạnh dạn lên cho em nè, xe của em mà lo gì. Xe đỏ nó đi hơi sát, đúng không? Sát cái làn vạch đó, anh đi hơi nhích vô trong chút xíu xe đỏ. Rồi đạp ga lên cho em đi. À, nhiều khi có nhiều anh chị thì còn nhát, không sao. Lên trên mình là mình suối rồi, chút xíu là cứng liền gì đâu. À, suối không à, xuống dứt. Dứt anh, mới có 40-50 à, 40 à. Rồi các bạn nào đi chậm, đi yếu hoặc là mới thì các bạn nên đi làn trong cùng nha các bạn ha. Làn trong cùng là làn chạy chậm. Rồi đổ dốc phải anh giảm. Đúng rồi, thả chậm. Mới chạy được chút xíu mấy trăm mét như cái này, này 2 cây số rồi. Làm sao còn dài mà lo cái gì. Múa chút xíu quen thôi. Dứt. Tốc độ trên bảng 60.
rồi anh đập ra tiếp. Cái thả lỏng tay ra, ngó thẳng về phía trước, ngó vô cái biển báo cho em, ngó trên cái cầu đi bộ rồi đạp ga lên, tập nhìn xa trông rộng. Tốt, vẫn đạp ga, quan sát tốt ở trên kia tầm xa cho em. Để chút xíu em sẽ chỉ cho anh cách nhận biết những biển báo. Nữa, đạp ga nữa, đúng rồi. Rồi giữ điều đó trên kiến. Mình có cái húp ha. Đó, anh coi cái húp của mình là khoảng 57 thôi. Là mình đi ổn. Tốt. Chút xíu rồi đi với mình là bạo lực chút xíu là ok các bạn. Rồi, anh coi bên trái trống không? Không. Trống đá xi nhan ra. Rồi lại qua, vẫn đập ga cho em. Rồi có nhiều bạn mới là hay bị vậy lắm, đập ga lên đi, đập ga cho em, đúng rồi. Rồi khi anh chuyển làn đường, nhớ giùm em là vẫn giữ tốc độ đó. Và thứ hai nữa là mình đạp ga thêm chút xíu nữa là mình đi. Chứ anh chuyển ga anh cứ giảm tốc độ là giống như đè người ta, đúng không? Các bạn lưu ý nha. Nhiều bạn là giống như ảnh nãy mới chuyển ga cái anh giảm tốc độ luôn. Thì phải đè người ta không? Rồi chút xíu mình chạy đi, rồi trong trống thì mình vô trong lại. Tập mà các bạn. À, tập ga vô ha, chứ mình chạy đây chút xíu người ta chửi á. Rồi anh đập ga. Xe mà lỗi gì? Dứt. Tốt. Dứt nữa. Rồi anh coi clip bên phải trống không? Trống, mở xi nhan, nghiêng nhẹ vô, ngó trước không ngó sau nữa. Đúng rồi, tiếp tục. Đó, tập mà. Rồi, vô đúng làn đường thì tắt. Đúng rồi, đập ga tiếp. Tắt rồi chứ không có bỏ chân ga à. Dứt liền không? Rồi, tiếp tục. Cái mặt căng thẳng không bạn? Mới mà an vậy đó. Căng lắm. Tại sao nhiều trường hợp là mình lên xe mình rất nói rất nhiều luôn đó, mình nói rất nhiều để chi cho các bạn lái mới hoặc các anh chị em lái sẽ đỡ căng thẳng hơn đó, thoải mái hơn, thì lúc nào cũng vậy, xử lý các tình huống ổn hơn, dễ tiếp thu bài hơn và lẹ hơn. Và bên mình thì có cái phần bạo lực đó, tại vì các bạn lái mà đi học mà, thì các bạn chỉ trong phạm vi tốc độ cho phép thôi. Thì hoặc là có tốc độ cao đi nữa các bạn cũng không chạy cao được, có vì an toàn cho các bạn. Thì riêng ở đây khi mổ túc với mình thì mình thấy an toàn, mình sẽ cho các bạn cái sẽ những gia tốc, những cái chuyển làn đường hợp lý để cho các bạn quen. Còn riêng mình nói với mình là ô sao cho chuyển tùm lum tùm la này nọ các kiểu nguy hiểm này nọ, thì đi học với mình bổ túc ta lái nâng cao mà các bạn, chứ đâu phải là gọi là đi tập lái. Nếu mà đi tập lái thì có một làn đường thì tôi khỏe, tôi ngã ngửa ghế là tôi ngủ luôn cho nó khỏe. Còn đây là phải chuyển làn và cho các bạn chuyển những cái bài tình huống khó để nâng cao lên kỹ năng lái. Khúc này quan trọng nha, khúc này nó đang hẹp lại anh. Rồi đi đạp ga lên giùm em. Đạp ga giùm nữa đi. Được. Nữa mạnh dạn lên, đúng. Ở đây thì nó đang 3 thì sẽ gom lại 2 thì nó sẽ nguy hiểm, giống như cái vụ mà tai nạn mà ở trên cao tốc gì đó ha. Đó, thì nó gom lại, các bạn nên chú ý nha. Làn đường các bạn thấy nó gom lại thì các bạn giảm tốc độ nha, đừng có chen lên nha. Không, lúc này phải có kiến người công nào chen không, có nhiều ông chen ở đây rất nhiều. Rồi anh đập ga lên. Dứt. Đúng rồi, có cái húp trên nó rồi, thấy không? Rồi anh đập ga đều. Rồi những cái trên giá lông môn nó có những biển báo, thì bạn nào cần thì để mắt kiến để đọc những cái biển báo thông báo cho mình nha, hướng đi cho mình nha. Rồi ok, đi tiếp giùm em. Ở đây thì các bạn Google coi chừng nha, có Google chỉ vô đi đường trong không, đi cặp hông bên trong luôn của làn xe máy. Qua được không thầy? Không được, em này còn chưa dám qua nữa,
xe điện nó thấy nó đạp cái rơm nó thẳng cắm đầu luôn nè. À, nhủi luôn. Nó qua luôn rồi, thấy không? Vượt đèn vàng. Xe buýt mới được đường vàng. Không có cái nào cũng vậy, sai luật là phạt thôi. Không, xe buýt mà ưu tiên mà. Ai nói ưu tiên quá à? Trời ơi trời, mấy đó là nó chạy ẩu quá chứ ưu tiên gì, quá ẩu luôn. Xe buýt gì nào ẩu. Đó, trên giá Long Môn có hiển thị hết các bạn. Bạn làn thẳng nè, quẹo trái nè, thấy không? Quẹo trái các bạn ra đó các bạn quẹo. Các bạn ở đây mà các bạn quẹo đó, các bạn sẽ bị phạt. Gọi là gì? Không tuân thủ vạch kẻ đường. Chứ không phải là vượt đèn đâu nha. Chứ gì trên nào vượt đèn các bạn đi thẳng vượt đèn. Còn này quẹo trái, các bạn ở đây thì không tuân thủ vạch kẻ đường thôi. Rồi, ok, let's go. Dù mình tấp đầu luôn ta. Dạ, ok em đi. Dạ, còn đập cái nhẹ. Đập cái nhẹ thôi, ra đầu nó hơi, xe của em hơi chờm. Cứ đập đều đều, giống như sáng em cho em cách đập ga nhẹ không? Nó lắng qua. Dạ đúng rồi, tại vì đường nó hẹp mà. Rồi, từ từ cho nó qua luôn. Từ từ cho qua, rồi đi thẳng lên. Đi thẳng lên, đập ga cho em. Ai, bạn nào đi về quận nhất thì đi kê mé bên phải nha. Baxter với Tôm Đức Thắng với cầu Sài Gòn, mé bên phải, sát dách bên phải. Ngay chỗ con lươn. À, ngay chỗ bờ kênh. Còn bây giờ mình sẽ đi xuống dưới hầm Thủ Thiêm. Hồi nãy anh có, nãy anh là em hướng dẫn cho anh là cách chỉnh đèn rồi đúng chưa? Đó, rồi anh đi tiếp, đạp ga lên giùm em. Ở đây là cấm quẹo trái, cấm quay đầu nha các bạn. Rồi anh đạp ga nữa đi, đúng rồi. Cái đèn của mình là 16 giây rồi ha. Chứ anh chậm chậm quá nên sẽ trễ. Rồi ở đây thì dưới hầm Thủ Thiêm người ta sẽ yêu cầu các bạn là sẽ mở đèn chiếu gần, tuyệt đối không mở đèn chiếu xa. À, đèn chiếu gần thì dễ lắm. Rồi bây giờ anh mở đèn giùm em luôn đi, chặn hết hai nấc. Đúng rồi, anh mở một nấc là nó sẽ mở thành đèn sương mù hai nấc, và đặc biệt nữa nó là màu xanh lá cây là đúng, còn màu xanh dương đậm giống như biển báo này á, là nó đèn chiếu xa nha. Các bạn phải tắt nha, tắt thì kéo về phía mình thôi. À, giống như đá xi nha, đá đèn á. Rồi ok đi. Khúc trên đây thì mình còn chuyển làn được. Tuyệt đối là có nhiều trường hợp xe ô tô là đi mé bên phải sát ngay chỗ xe gắn máy luôn, là đi vô làn đó đường cấm luôn, cấm ô tô luôn. À, rồi ở đây thì mình sẽ thả chớn xuống và quan sát tốc độ của mình. Không được chuyển làn trong đây các bạn, không được bóp kèn và cũng không được nẹp vô. Đó, không được quá tốc độ, không được mở đèn chiếu xa, chỉ mở đèn chiếu gần thôi. Chút cái hút của em nó sẽ mất tín hiệu, đó là tín hiệu GPS gắn cổng USB. Giờ trên trần đều có máy bắn nha, bạn nào mà quá tốc độ sẽ có bill gửi về nhà. Đó, máy bắn ở trên trần. Rồi anh cứ thả chớn là được. Rồi đạp ngay nhẹ chút xíu cho em để bắt chút xíu thôi. Đó, để chút xíu bắt chớn để đi lên. Dạ rồi, đạp ga lên ạ. À, lên mình phải hỗ trợ chân ga, đạp ga cho em. Đạp ga, đúng rồi, chính xác, nữa. Điều luôn chân ga cho em. Nữa. Nữa đi anh. Miếng nữa đi, năn nỉ á. Thôi. Anh không thấy bao nhiêu. Đạp ga lên. Không, anh cứ đạp ga đi, dành vô cái đồng hồ dưới kìa. À, mới có 40 nè, 4 mấy á. Nữa. Đúng rồi, trên này có máy bắn lên tiếp nữa nè, thấy không? Các bạn đi ít khi nào mà thấy lắm, phải nhìn kỹ mới thấy, phải soi giống như mình mới thấy được. Rồi đặt ga nhẹ cho em, điều lên ga lên, lên dốc là phải hỗ trợ chân ga nữa. À, rồi xe bên trái không mở đèn, xe dưới mình bên trái anh ngó cái hậu thấy không mở đèn không. Rồi anh đặt ga lên. Rồi sao thì có bill gửi về nhà chứ sao vậy? Vậy hả? Rồi đặt ga lên giùm em. Chiếc bán tải á, Chevrolet á. Rồi đạp ga tiếp. Đó, có lại nè. Dạ, đi thẳng lên trên. Đi theo xe đỏ giùm em nha. Nãy xe đỏ mới quẹo ha. Rồi đạp ga lên. Đạp ga lên cho em. Giờ anh mở xi nhan phải, mình chuyển vô trong ha. Rồi đạp ga cho em. Đó, chỉ cần nghiêng nhẹ đi theo chiếc bán tải trên. Rồi cái mũi tên của mình màu đỏ luôn ha. Rồi anh qua bên đây luôn. Rồi em sẽ chỉ. Đó, cái mũi tên đi thẳng giống như chiếc bán tải.
Rồi, ok. Đó. Cái xe bán tải là người ta không biết, người ta sẽ qua đây để ta quẹo phải. Còn riêng mình đang trên mũi tên đi thẳng ha. Rồi, anh dừng lại. Dừng lại đây, không được đậu cao quá. Anh đậu cao quá, anh sẽ không thấy đèn ở trên đây. Thấy chưa? Rồi, cái mũi tên mình nha. Bản thông tin phương tiện vi phạm tốc độ, các bạn thấy chưa? Cắm về trái. Rồi, đặc biệt ở trên đây các bạn lưu ý giùm mình, cái biển báo này nó tắt, phạm vi tác dụng là bên đây. Còn bên đây là biển báo nằm bên đây là 50 làn hỗn hợp. Đó, đi được 3 làn. Ô tô mình, ô tô con đi được 3 làn, lúc trước là chỉ có một làn một ở ngoài bìa thôi, bây giờ đi được 2 3 làn luôn. Thì tốc độ 50 thôi. Và đặc biệt mình nhắc lại, muốn phạm vi tác biển, tác dụng của biển, biển đặt bên phải, tác dụng bên trái. Nha các bạn lưu ý nha. Ha. Và lưu ý nha giùm mình nha. Rồi, biển này thì tác dụng bên đây. Rồi, mình ở đây là mình được 80 xe con. Biển báo phụ 80 xe con và xe khách, 60 xe tải và xe công. Rồi, anh đi. Rồi, đạp ga giùm em. Còn ai mà nhập vô làn hỗn hợp thì đi làn mũi tên thẳng, đi thẳng lên, tắt đèn giùm em. Rồi, đạp ga. Nữa, điều chân ga. Tắt dặn xuống. Dạ. Rồi, anh đạp ga lên. Ai muốn vô làn hỗn hợp này mình sẽ đi trên cái mũi tên đi thẳng giống như mình đang đứng ha. Rồi mình mới mở xi nhan mình chuyển vô mình đi. Thấy không? Chứ thì có đi theo mũi tên quẹo phải để mà chuyển vô trong kia. Rồi từ ở trong làn hỗn hợp đi ra làn chính cũng vậy, cũng đi trên mũi tên đi thẳng, làn đường đi thẳng. Giờ một trường hợp khác trên đây, anh cứ đi đi em giải thích cho. Ở đây thì tại mình đang trên cái làn đường gọi là hỗn hợp giữa đi thẳng và quẹo phải. Bây giờ anh chuyển làn qua bên trái giùm em. Từ từ qua, có xe. Cho xe đỏ qua đi mình chuyển qua. Đúng rồi. Rồi, anh gà thẳng lại. Gà thẳng lại, thả lỏng cái tay gà, đừng có gồng. Rồi. Lý do cái làn đường này là taxi nha. Cái làn đường bên phải, bên cùng bên phải thì cái làn đường hỗn hợp giữa đi thẳng và quẹo phải. Đặc biệt các bạn nhớ cố gắng giùm mình. Các bạn canh đèn để đi thẳng chứ đừng có đậu đại đèn đỏ ở đó để chi các bạn cản trở cái lưu thông dẫn của người quẹo phải. Tuy các bạn đậu đúng, các bạn chạy đúng, nhưng mà có coi là ý thức giao thông là các bạn cản trở lưu thông người quẹo phải. Cái làn đó là ưu tiên cho người quẹo phải hơn chứ không phải là đi thẳng. Muốn đi được làn đó thì các bạn phải canh từ xa, các bạn đi đến nói đèn đỏ đi thẳng của mình còn ít thì các bạn đi luôn là chuẩn nhất. Còn riêng mà các bạn đậu lại giống như hồi nãy là có người quẹo phải là tao đi không được đó, các bạn nhớ nha, cái làn bên cùng nè ha, làn hỗn hợp giữa đi thẳng và quẹo phải. Làn đó đi đèn xanh đi thẳng hoặc là mình đang đi thẳng đây có thể nhập vô làn xe ô tô xe gắn máy ở trong làn hỗn hợp bình thường đó, thấy không? Đó giờ chen ga thấy không? Rồi đập ga lên nữa, đập ga lên, đúng rồi, anh cứ đập ga mạnh dạn lên nữa, đập ga lên cho em dứt mình 80 mà rồi ga lên. Chiếc xe nãy bán tải đó xuống không ở đèn. Nó có biểu gì hả? Chiếc trước á, chiếc này nè. Không biết có gì biểu về không? Rồi đuôi đèn cũng bị mất hết một mắt ở sau rồi. Rồi anh đập ga đi. Rồi nó ổng lạng thấy chưa? Rồi. Rồi, giờ khoảng cách với ảnh chắc ảnh mới hay gì luôn rồi. Ở bên kia giao thông chạy ra đường kìa. Bắt kìa. Đó, thấy giao thông chạy không? Chạy ra tới ngoài đó luôn á ha. Ừ. Bắt xe nào đây? Xe nào chạy quá tốc độ đây? Rồi, xe hơi. Đó, xe đỏ. Chạy khi thế không? Rồi, ok, let's go đi tiếp. Nhiều khi các bạn mới á, các bạn dựng ôm xe đi được bình thường, nhưng mà cái lực á, các bạn để ý cái lực ở ngoài đường nó khác giống đó xe trước này bị đảo qua đảo lại hoài luôn, xuống với hầm không mở đèn là hiểu rồi.
nhiều khi ta lái mới mà ta mới, lâu lâu ta mới đi các bạn. Dạ anh cứ đi tiếp. Nói chung là mình chống là mình chuyển thôi ha. Miễn sao mình đi ra trên đúng làn đường của mình, đúng đèn. Rồi, chú lớn tuổi giờ lại nhắc chú. Rồi. Vậy rồi sao không nói chuyện hả? Chú không thấy luôn. Chú ơi. Chú không quát chú không thấy luôn. Không thấy không quá. Ngồi mắt chú không thấy luôn. Nhỏ kìa thấy. Thấy. Không chú lo tập trung quá. Chú không thấy luôn. Nhắc nhở chú là mai mốt xuống hầm chú phải mở đèn. Lớn tuổi rồi. Chú ơi anh ơi. Kêu không nghe luôn. Dạ bộ không thích. Không phải. Tại vì chú tập trung quá rồi đi. Đạp ga lên à. Nhiều khi chú tập trung quá chú không để ý. Rồi anh đạp ga lên luôn nhanh. Mình 80 lần à. Dứt. Đúng rồi. Mạnh dạn lên. Tại vì nhắc nhở ta nhiều khi ta xuống rồi ta không mở đèn không à. Ta cũng không được. Lớn tuổi rồi. Đúng rồi. Đó phải bạo lực chút xíu, nghe không? Thả ga. Đúng chính xác, thả chớn rồi đạp ga tiếp cho em. Rồi lúc này anh coi ngó bên phải có xe không? Chống thì mở xi nhan giùm em, mở xi nhan. Đúng rồi, đạp ga lên. Đụng chống thì đập ga lên cho em. Chuyển làn đường là phải giữ tốc độ như vậy hoặc là cao hơn chút xíu để chuyển chứ không có kiểu chậm. Rồi anh tắt xi nhan. Chậm quá. Chậm là chừng nào tắt vô lề hoặc anh về phải về trái. Đó. Hoặc là đến đèn xanh đèn đỏ. Không. Còn đi giờ là mình đi thẳng là mình cứ đi liên tục cho em. Rồi đập ga nhẹ cho em. Rồi mở xi nhan phải cho em luôn. Rồi anh đi thẳng mở để đó thôi. Anh đi thẳng lên trên cho em đi. Nghe taxi màu xanh đó. Thả lỏng cái tay kìa, không gồng. Đúng rồi. Nghe chở taxi màu xanh. Thích rồi anh vô trong luôn. Vô trong cho em luôn. Đúng rồi. Đi tiếp. Nữa. Đó, phải liền vậy đó, thấy không? Chị mới dài, mới xuống núi được hả? Mới xuống núi được. Đó. Nói chung mình chủ động trên mọi tình huống là mình cặp mắt mình sẽ quan sát chỗ nào trống mình sẽ chuyển làn đường đi. Nha. Rồi ok, tiếp tục mở xi nhan phải giùm em. Đúng rồi, cứ lại lại giống như chiếc BMW đó đó. Rồi anh ngó trước giùm em, có xe không? Đó. Rồi đi tiếp. Ngó trước, đạp ga cho em. Khi mình đã qua đây rồi mình ngó trước không ngó sau nữa, đạp ga cho em. Đạp ga, đúng rồi. Ngó bên phải trống thì mình vô tiếp. Đúng rồi, ngó trước cho em. Khi đã trống không nhìn nữa, nhìn ở trước. Rồi giảm chân ga lại cho em. Có nhiều bạn là vẫn chuyển làn nhưng mà cứ tập trung ở phía sau hoài. Nhưng mà trước bỏ bê là không được nha. Trước là chính. Rồi đi theo khôi nguyên nha cho em. Cái lại lại. Dạ, rồi anh thả chớn giùm em. Rồi ga thắng nhẹ. Nhường cho xe máy, ga thắng nhẹ. Dạ, rồi anh buông thắng. Cứ lại lại vô. Rồi cứ lại chậm chậm là xe máy nhường sẽ biết à. Rồi, đập ga. Rồi đi theo phone nguyên giùm em luôn nha. Thì sau này các bạn sẽ sử dụng Google Maps để các bạn đi. Thì các bạn đến cái cua nào thì các bạn phải chạy chậm, các bạn quan sát. Đó, để ý quan sát hai bên giùm em. Rồi chống dứt.
Rồi anh cứ đi thẳng, bỏ xi nhan trái đi em xe đỏ giùm em. Rồi cứ để đó cho em. Đúng rồi. Rồi tiếp tục. Mình đã vô làng rồi ha. Rồi mình sẽ tắt xi nhan. Rồi anh đạp ga tiếp, mình đi thẳng tiếp. Rồi đố anh mình tốc độ được bao nhiêu? Bây giờ đánh đố nè bạn. Tốc độ của mình được bao nhiêu? 60. Sao 60? Coi lại. 60. Không phải. Rồi các bạn nhìn kỹ có phải có biểu phụ không? Và đặc biệt nữa, đa số 10 người sẽ có, sẽ cỡ 50-50 người sẽ 50-50 sẽ lộn. Cho anh nhìn lại kỹ. 50 à? 50 là của xe gắn máy. Rồi mình nhìn 60. Sao 60? 60-80. Ừ. Mình... Highland. Highland đúng không? Highland. Đó là điều sai sót nhất của các bạn mới. Khi các bạn học lý thuyết, các bạn thi lý thuyết, các bạn thi ổn định hết, các bạn thi được ngon lành luôn. Rồi đạp ga cho em đi. Cái lý thuyết là cái mẹo để các bạn học để đối phó để thi thôi nha. Còn khi ra ngoài đường thì các bạn sẽ thực tế hơn và các bạn sẽ bị tâm lý nhiều hơn, các bạn sẽ không nhìn nhận ra được cái biển. Thì ở đây các bạn nào mà đông trong quá trình học hoặc trong quá trình đã lấy giấy phép lái xe rồi, đi thi rồi, các bạn lưu ý giùm mình, đi xe gắn máy nhớ quan sát biển xe ô tô giùm mình nha. Không sao cả, sai thì mình chỉnh sửa, sai mình sẽ nhớ hoài luôn. Rồi đa số là nhiều người cũng bị sai lắm ở chỗ đó. Rồi anh đạp ga đi rồi em giải thích cho he. Dứt mình được 80 nha, chứ không phải 60 đâu. Anh biết lý do sao không? Có biển báo phụ. Biển báo phụ dưới là hình xe ô tô con và xe khách. Mình là xe gì? Có phải ô tô con không? Đúng không? Rồi nhớ giùm em nha, còn xe tải và xe công chỉ có 60 thôi. Đó, các bạn lưu ý nha, chứ không phải là có nhiều bạn nhìn nhận là làng này là 60, làng kia đi 80. Sai. Biển báo phân làng, phân tốc độ từng làng đường nó sẽ khác, nó sẽ màu xanh nguyên biển báo bự giống như biển báo này và nó có tốc độ ở dưới. Nè, các bạn lưu ý nha. Rồi không sao cả, hôm nay mình đi tập mà đó. Sai thì mình sẽ rút kinh nghiệm. Rồi đi giữa làng đường giùm em nha. Rồi mọi người ơi, nhớ kênh mình hay bổ ích, các bạn cho mình một like, được đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những phần video clip mới. Thì lúc nào cũng vậy, cái kênh mình sẽ có kèm cho những anh em lái mới và đặc biệt nữa bằng lâu năm mà chưa lái. Thì khi bằng lâu năm chưa lái thì có hiện tượng là cái luật của cũ nó sẽ không áp dụng được, nó sẽ có sự thay đổi mới, thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm đó. Rồi quan trọng nhất là đây, các bạn sẽ tự tin ôm xe và quan sát và xử lý những cái biển báo như thế nào, chút xíu mình chỉ hết. À, thực tế nó khác nha các bạn, và các bạn đang đi thì xe máy thì các bạn quan sát những biển ô tô, quan sát cho mình để mình có nhận nhận đúng của nó. Nó nhiều biển nó gói lắm các bạn, mình đây còn gói nữa mà nói chi học viên. À, rồi học là một chuyện, còn ra đường thực tế là một chuyện các bạn, rất quan trọng nha. Bye bye cả nhà. Gặp lại clip sau. Hẹn các bạn vào lời clip sau. Thiếu câu đó.